Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện bài tập chào mặt trời. Chủ bài tập này sẽ giúp làm ấm và bôi trơn các cơ xương khớp, giúp máu huyết được lưu thông tốt hơn. Và đây là chủ bài tập khởi động rất tốt, cho chúng ta vào các tư thế yoga dễ dàng hơn. Rồi, đầu tiên, chúng ta sẽ đứng cách thảm 1.5 chân. Hai chân của mình sẽ đứng khép lại, hai tay dọc thân người, gỉ sau lưng, cổ và đầu trên một đường thẳng. Hít thở, đưa sự chú tâm về với hơi thở của mình. Mỗi hơi thở mình sẽ kết hợp nhịp nhàng với từng chuyển động. Vòng đầu tiên, hít vào sâu, thở ra hai tay chắp trước ngực. Hít sâu, vươn hai tay qua đầu, kéo duỗi cơ thể. Thở ra, vươn dài cuộc sống về phía trước. Hít vào, bước chân phải ra sau, hạ gối, duỗi mũi chân, mắt nhìn lên. Nín thở, rút chân trái ra sau, người trên một đường thẳng. Thở ra, hạ gối, ngực, trán chạm sàn. Duỗi mũi chân, hít vào, rắn hổ mang, trường người lên. Thở ra, nâng hông lên, đạp gót chân về sàn. Hít vào chân phải, bước về trước, hạ gối trái, duỗi mũi chân, mắt nhìn lên. Thở ra, bước chân trái về. Hít sâu, vươn hai tay qua đầu, kéo duỗi cơ thể. Thở ra, thả lỏng. Tiếp tục bên trái. Hít vào sâu. Thở ra, hai tay chắp. Hít sâu, vươn hai tay qua đầu, đẩy nhẹ hông về trước. Thở ra, vươn dài cuộc sống về phía trước. Bàn tay cạnh bàn chân. Hít vào, bước chân trái ra sau, hạ gối, duỗi mũi chân, mắt nhìn lên. Nín thở, chân phải sau, người trên một đường thẳng. Thở ra, hạ gối, ngực, trán chạm sàn. Duỗi mũi chân, hít vào, rắn hổ mang. Thở ra, nâng hông lên, thẳng tay, thẳng gối. Hít vào, bước chân trái về trước, hạ gối phải, duỗi mũi chân, mắt nhìn lên. Thở ra, chân phải về. Hít sâu, vươn hai tay qua đầu, kéo duỗi cơ thể. Thở ra, thả lỏng. Hít vào sâu. Thở ra, hai tay chắp. Hít sâu, vươn hai tay qua đầu, đẩy nhẹ hông về trước. Thở ra, gập người xuống bàn tay cạnh bàn chân. Hít vào, bước chân phải ra sau, hạ gối giữa mũi chân. Nín thở, chân trái sau, người trên một đường thẳng. Thở ra, hạ gối, ngực, trán chạm sàn. Hít vào, trường người lên, rắn hổ mang. Thở ra, nâng hông, nhấn gót chân về sàn. Hít vào, bước chân phải về trước, hạ gối trái, duỗi mũi chân. Thở ra, trái về. Hít sâu, vươn hai tay qua đầu, kéo duỗi cơ thể. Thở ra, thả lỏng. Hít vào sâu. Thở ra, hai tay chắp. Hít sâu, vươn hai tay qua đầu, uốn cong lưng trên. Thở ra, gập người về trước, bàn tay cạnh bàn chân. Hít vào, bước chân trái ra sau, hạ gối giữa mũi chân.
Nín thở, bước chân phải ra sau, người trên một đường thẳng. Thở ra, hạ gối, ngực, trán chạm sàn. Hít vào, trường người lên, rắn bổ mang. Thở ra, nâng hông, nhấn gốc chân về sàn. Hít vào, bước chân trái về trước, hạ gối phải giữa mũi chân. Thở ra, chân phải về. Hít sâu, vươn hai tay qua đầu, kéo duỗi cơ thể. Thở ra, thả lỏng. Hít vào sâu. Thở ra, hai tay chắp. Hít sâu, vươn hai tay qua đầu, kéo duỗi cơ thể. Thở ra, gập người về trước. Hít vào, bước chân phải sau. Nín thở, rút chân trái sau. Thở ra, hạ người xuống, nâng hông lên. Hít vào, rắn hổ mang, khép sát quỷ tay vào thân người. Thở ra, nâng hông lên, thẳng tay, thẳng gối. Hít vào, bước chân phải về trước. Thở ra, trái về. Hít sâu, vươn hai tay qua đầu, kéo duỗi cơ thể. Thở ra, thả lỏng. Tập trung vào hơi thở của mình. Bên trái, hít vào sâu. Thở ra, hai tay chắp. Hít sâu, vươn hai tay qua đầu, kéo duỗi cơ thể. Thở ra, gập người về trước. Hít vào, bước chân trái sau. Nín thở, chân phải sau. Thở ra, hạ người, nâng hông. Hít vào, rắn hổ mang. Thở ra, chữ V ngược. Hít vào, bước chân trái về trước. Thở ra, phải về. Hít sâu, vươn hai tay qua đầu, đẩy nhẹ hông. Thở ra, thả lỏng. Hít vào sâu. Thở ra, hai tay chắp. Hít sâu, vươn hai tay qua đầu. Thở ra, gập người về trước. Hít vào, chân phải. Nín thở, chân trái. Thở ra, hạ người, nâng hông. Hít vào, rắn hổ mang. Thở ra, chữ V ngược. Hít vào, chân phải. Thở ra, chân trái. Hít sâu, vươn hai tay qua đầu, kéo duỗi cơ thể. Thở ra, thả lỏng. Bên trái, hít vào sâu. Thở ra, hai tay chắp. Hít sâu, vươn hai tay qua đầu. Thở ra, gập người về trước. Hít vào, chân trái. Nín thở, chân phải. Thở ra, hạ người, nâng hông. Hít vào, rắn hổ mang. Thở ra, chữ V ngược. Hít vào, chân trái. Thở ra, chân phải. Hít sâu, vươn hai tay qua đầu, kéo duỗi cơ thể. Thở ra, thả lỏng. Vòng thứ 5. Hít vào sâu.
Họ ra hai tay chắp. Hít sâu vươn hai tay qua đầu. Họ ra vươn dài cuộc sống về phía trước. Hít vào chân phải. Nín thở chân trái. Thở ra hạ người nâng hông. Hít vào rắn hổ mang. Thở ra chữ V ngược. Hít vào chân phải. Thở ra chân trái. Hít sâu vươn hai tay qua đầu, kéo duỗi cơ thể. Thở ra thả lỏng. Hít vào sâu. Thở ra hai tay chắp. Hít sâu vươn hai tay qua đầu. Thở ra gập người về trước. Hít vào chân trái. Nín thở chân phải. Thở ra hạ người nâng hông. Hít vào rắn hổ mang. Thở ra chữ V ngược. Hít vào chân trái. Thở ra chân phải. Hít sâu vươn hai tay qua đầu, kéo duỗi cơ thể. Thở ra thả lỏng. Vòng cuối cùng. Hít vào sâu. Thở ra tay chắp ôm một. Hít vào ôm hai. Thở ra ôm ba. Hít phải ôm bốn. Nín thở ôm năm. Thở ra ôm sáu. Hít vào ôm bảy. Thở ra ôm tám. Hít phải ôm chín. Thở ra ôm mười. Hít vào ôm mười một. Thở ra ôm mười hai. Bên trái. Hít vào sâu. Thở ra tay chắp ôm một. Hít vào ôm hai. Thở ra ôm ba. Hít trái ôm bốn. Nín thở ôm năm. Thở ra ôm sáu. Hít vào ôm bảy. Thở ra ôm tám. Hít trái ôm chín. Thở ra ôm mười. Hít vào ôm mười một. Thở ra ôm mười hai. Rồi, cả lớp chúng ta cùng nhau tách rộng hai chân bằng vai, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hít thở thật sâu, chậm và đều. Hai chân bất động và mới thở. Hai tay cách thân người 45 độ. Ngón tay co tự nhiên. Thả lỏng toàn bộ cơ thể.
Oh.